Đẹp quá nè, nhà này mới đẹp nè. Wow. Xây kiên cố quá. Cái này nhà này xây kiên cố nè. Quá đẹp luôn. Nhà đó anh kiên cố bước nữa. Đưa cho bước em bước. Mấy nhà này cho bước được. Hồi lắm. Ờ, mấy nhà này mà người Việt Nam mở mà thầm về đó thôi, bảo đảm tối đi đẹp cái sáng đó. Chỉ có tia tiếp hương với quả mai thì mới mua nhà này là mới thôi. Sao chúng bỏ rồi thì mỗi lần đó, mỗi lần mời đi là mua vé mà. Thôi mua đây được rồi, cần gì đi Hawaii cho mệt. Nó nói mua phải mua nhiều chỗ, mấy cái chỗ này chỗ này tiền rồi. Ồ, cái cầu này là cầu đi ra ngoài Kima. Kima Seabrook, đúng rồi, chỗ này có Rosie Food nè. Cách 2-3 triệu. Bữa nay chú Tài với cô Phương bướng tàu chở ngày xưa không mua rồi thôi, ai biết ngày xưa không mua. Happy birthday bà nội. Đó rồi, mình chút số nữa lên xuống 1-2 triệu nhầm gì. Bà nội coi chừng bay nón á. Happy birthday bà nội nè. Bữa nay ông nội cũng vui nè đi. Bữa nay chỉ có thiếu cô Diễm chú Thắng, thiếu chú Phước. Tôi có chút gặp nhà đại chứ không có thiếu đại. Không có đi tại vì sợ biển. Nè thấy không? Tao bán quán hay gì đã. Ra đây ăn cũng vui. Đi tàu có nghe nhạc Việt Nam nữa. Gia đình bắt Pháp. Đọc câu không bắt đâu. Cũ cũ. Du nhớ chiếc của Du bán nhiều. Phương, cái chiếc ngày xưa đó bán nhiều. Lúc mà không cần á, lúc mà giống như muốn bán á, bán rẻ thật ơi. Người nào hơn á, người ta mua. Còn lúc mình cần á, mua mắc. Đi đó. Khách quay mới nói chơi cái này là phải chơi thả bướm về. Nhờ mốt nhà kia sao cũng phải bắt chiếc. Nhưng mà sao nó đóng đét cho tại đang đóng đét mà. Chứ không phải đét để đầu tàu hả? Ủa sao anh nghe tưởng là đét để đầu tàu giống hiện đại. Đó, đi vô đây bắt đầu đi vô. Hồi trước mình có đi chỗ này rồi. Đi chỗ này tài cái chợ đi chỗ này không? Có lần nào mình đi cái mình đi chú Tuyến á. Có chú Tuyến. Chú Tuyến lái sao đi vô cái chỗ càng á. May là không có dính. Ồ cầu à. Thì đó không, đây là cầu này đang xây. Nên hiện giờ chỗ này rất là kẹt xe. Traffic bad. Khi nào làm xong rồi đó. Oh my god. Không, ngày xưa mới qua Mỹ năm 80 mấy đó. Chỗ này là cầu dở.
mỗi lần có tàu bự qua đó, có tàu cao mà tàu ấy á là nó dở lên. Chú Cấp nhớ không? Dở. Ở trước câu cá đây với anh mấy người mới qua lúc đó anh Mỹ thì kia dẫn đi câu cá. Nó mở lên. Cực quá rồi đóng lại, mở lên cái bi sau này nó xây trên cái cầu. Đó thì đúng rồi. Bây giờ tới đây đà mấy cái nhà này đẹp không? Mấy có chiếc tàu để tên Việt Nam nữa. Có mấy chiếc tàu đậu đây nè, tàu đánh cá đó, đánh tôm á, để tên Việt Nam. Đây là Kima nè tụi con. Đây là Kima. Ôi mất công. Tiền. Đi vòng vòng vậy là vui rồi. Về nhà. Bữa nay không có việc. Đi đi. No. Nó không té, nó cứ chạy vòng vòng mình à. Nó muốn vô đây chơi chơi không? Kỳ trước á, có khi là tài cũng tấp vô đây nè. Ờ, bên gia đình gì mấy đứa bên Canada quá đó. Yeah. Sờ ông mà vô uống bia, uống gì đó. Đấy nè. Chỗ này phải hỏi Tiếp Hương. Tiếp Hương rành năm nay nè, Tiếp Hương nè. Cái bước giờ là model ở Scardell đó, nổi tiếng lắm á. Đó, tìm bên tiêu đó. Còn bodyguard của Tiếp Hương đây nè. À đúng rồi, trên đó. Đi đây để mà đố á, có Việt Nam không? Trời ơi, đầy luôn. Gan tì. Gan tì lát nữa có điếm có Việt Nam. Nó không ý nói Việt Nam đi chơi nè. Không, giờ này nhiều ta chưa tới. Trời dở. Dở rồi, chứ chạy lại mấy đứa nhỏ đó. Không bắt cỡ thì kêu mấy đứa nhỏ tới. Xin nó mừng mấy bà. Mừng gì? Bây giờ chú đó mới win được nhiều tiền. Nhưng mà tới xin nó cho chụp liền. Có ai recognize nó là nó. Đây là khi mà thường ai tới kêu dân chơi thường ai cũng dẫn chỗ này. Ai dẫn tới chỗ này. Nè tiệm này tiệm gì nè lắm. Landry nè, chủ của Rocket phải không? Nhìn cái bóng là trời ơi, vậy mà không dám tới gần nó chụp. Nó đứng mình nè, nó đang ở đầu thứ tư. Báo vô hả? Chủ thằng này Việt Nam chứ. Thằng này Việt Nam. Nó rét sóc y chang cho em đếp cho hải tặc á. Ý nó vào Hollywood rồi nó đầy hết. Không có nói đâu. Đâu Hollywood còn có màn biết gì nữa không? Chỗ đường Hollywood á, ví dụ như Tiếp Hương đi, chú Hương là một cái người nào model đó giả không? Tự nhiên nó mướn thêm hai ba thằng nữa đi, lại giống như interview hay gì đó, một người bể bụng luôn. Ôi, đầu tiên tưởng thiệt, ai rồi đâu ta nói phải không ai thèm có, mà nó làm tỉnh bơ. Thì giống như Michael Hổ hồi đó ở đây nè. Hello. Họ sắp tới rồi, đứng quanh lại. Đấy đâu rồi? Đang gì mà?